Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Nghĩa. Thì Audio. Hôm nay thì bên mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một đôi loa mẫu mới về bên nhà mình. Đấy là của dòng B3 Theta 3. Cái dòng B3 đình đám nổi tiếng này thì các bác đã biết rồi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về chi tiết hơn về cái con này. Hiện tại cái con này bên em đã nó là hàng gần như mới các bạn, gọi hàng line new là khoảng 99%. Đấy, nó là hàng sử dụng rồi của bên Trung Quốc các bác nhé, sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Một lát nữa thì em sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem, kể cả ruột gan đến chất âm cũng như là em sẽ đánh thử và hát thử cho các bác nghe nữa. Hát thì nói chung là em chỉ đọc thôi, để các bác nào cảm thấy ấy thì đừng có dislike em là được. Đấy. Về cơ bản thì cái dòng này thì có cái mã là con này là B3. Đây. Có cái tem B3 đây này các bạn này. Đây em có một đôi thì em mang bể trên này. Đây là B3. Con này có mã hàng của nó là đây là em xoay sau cho các bạn nghe đây. Đây các bạn. Này có mã là B3 này. Theta 3. Mã của nó là Rock 12, 25 mã. Đây, mã sản phẩm này. Cổng như check để gắn loa này. Nó có ghi thông số kỹ thuật đây là độ nhảy 93 dB. Ở 8 ohm, nặng là 23,5 cân. Đó. Cái tần số của nó thể hiện là từ 45Hz đến 20.000 kHz. Đấy. Đây là cách sơ đồ để đấu cái cổng như check này. Đó, các bạn nhìn rõ không nhỉ? B3 Proc 12, 25 mã. Nói chung là đọc tiếng Anh nó không được chuẩn nên các bác đọc từ cách hiểu của em. Đó. Vỏ ngoài của nó là lớp sơn sần màu đen các bác nhé. Sơn sần màu đen. Đấy, các bạn có thể nhìn là sao này rất là thích luôn. Sơn sần chống sức màu đen. Mặt trước thì nếu mà so với con JBL KM25 thì nó vát ở cái góc này. Vát cái góc này các bác này, nên là nhìn cảm giác như là nó bé hơn. Nó bé hơn con JBL. Có thể nhìn tổng thể hai con đây. Cảm giác là nó bé hơn con JBL ấy, nhưng mà thực tế mà nói thì nó lại cũng là 1m30 một kèn. Ở trên này thì có cái căng của nó là cái lưới hình mắt cáo này. Đấy, các bác nhìn rõ nhỉ. Đấy, bên này em sẽ bày một chiếc nữa ở bên này. Đây. Đấy. B3 Rock 12 25 mã. Đây. Nhìn rất là nhỏ gọn đẹp mà lại sang trọng các bạn. Đấy, bây giờ em sẽ ngồi em sẽ tháo cái này ra cho bác xem nhé. Đây là cái bát của nó nhé. Bát đây có chữ là B3 Proc 12. Proc 12 là mã này. Xương loa, gân loa, củ loa. Đây. Đấy. Đây là cái màng loa các bác nhé. Màng này là màng gân vải này, ngâm tẩm dầu này. Đây. Các bác có thể để ý ra đây. Đấy. Cái nhện loa của nó là màu vàng các bác nhé. Màu vàng ở trong này này. Đấy. Côn loa con này là côn 76. Từ đến bây giờ em sẽ lấy thước em đo cho các bác từ xem từ bao nhiêu. Đây sẽ là cái kèn của nó. Kèn nó chữ B3 Proc 12 này. Đây. Em có nhìn rõ không nhỉ? Đây là kèn loa. Đấy, này em sẽ đo xem là nó là bao nhiêu. Từ loa con này là 200 các bác nhé. Từ 200 này. Từ 1 chép kèn là 120.
120 con từ 200 này. Con 76 từ 200. Dòng loa này cho tiếng rất là hay các bạn. Xem này. Đây. Đây không này. Từ 200 này. Rất đẹp, 500 to đùng luôn các bạn. Đây. Cùng loa gần loa này. Phát 30 các bạn nhé. Con này khá nặng đấy các bạn. Con này là kèn của nó. Kèn là 120 cm các bạn thôi nhé. 120 mm là 12 cm. Đây. Đó, tiếng rất là đấy. Còn đây là cái thùng của nó. Đây. Thùng của nó cũng có là hai cái lỗ thông hơi đằng sau này. Đây. Đây là cái bông của nó, đây là phân tân. Đây. Phân tân của nó gồm có ba tụ ba con chở sứ, hai cuộn dây, một con dây to và hai cái tụ nhôm. Tụ nhôm với tụ titan rồi đấy, em không rõ lắm về con này. Đấy là về cái gọi là ruột gan của nó. Bây giờ em sẽ mở cho các bác xem nghe về cái chất âm của con này. Đây. Hiện tại bộ này thì em đang ghép là một con đẩy BV đúp K8 4 kênh. Đây các bác nhé, BV đúp K8. À, BV đúp K8 4 kênh này. Con này có giá bên em là đang bán là 9 triệu rưỡi. Đấy. Và em ghép với một đôi loa B3. Loa B3 Vera 3 Pro 12, 25 mã. Đấy. Ghép cùng với cả con vang Siso T3. Siso T3 VS360. Em rất nhiều cái dòng vang này, nghe rất chất các bạn. Để con PSX8, PSX10 này. Có mấy dòng vang nữa sẽ làm những clip riêng về con mấy con này sau. Các bác nghe thử em nhạc em test đây. Chuyên lắp phòng hát các bác nhé. Cái loa này thì nó phù hợp với cái phòng có cái độ rộng là từ 30 đến 70 mét các bác nhé. Nếu phòng của bác rộng độ tầm 7 mét, bác chơi hai đôi này cho em. Đấy, chơi hai đôi B3 hoặc là chơi một đôi B3, một đôi JBL. Nếu mà để nói về để mà so sánh giữa hai con B3 và JBL này thì cái con B3 này này thì cái bát của nó là sâu hơn. Đấy, mà cái tiếng của nó thì bay hơn so với JBL. Nhưng mà JBL này thì cái bát của nó là kém hơn một xíu so với con B3. Đấy, nên cái giá của hai con này nó sẽ có sự chênh lệch là con JBL giá là 5 triệu 8 các bác nhé. Còn B3 ở bên em thì đang bán là với cái giá bán lẻ là 6 triệu 8. Dòng B3 Pro. B3 Pro 12, 25 mã này. Đấy, các bác nhìn thấy cái bát của nó khủng không? Đây. Sẽ bấm một bài karaoke để thử hát cho các bác nghe để xem cái chất khi mà mình karaoke nhé.
cho các bác nghe để xem cái chất âm của nó như thế nào thôi. Còn bác nào được có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Audio qua số điện thoại là 0934573743 hoặc số 0946586632 để biết là cái phương thức ở bên em. Để riêng mấy cái dòng loa ví dụ như là JBL KM215 và B3 Rock 12 25 mã thì bên em có cái hình thức thanh toán, nó là một là các bác đặt cọc, hai là các bác chuyển khoản để em gửi hàng qua ô tô, xe khách cho hàng hóa đảm bảo các bác nhé. Để tránh trường hợp mà khi mình gửi bưu điện ấy thì nó sẽ quăng quật cái hàng của mình rất là thậm tệ các bác ạ. Những con loa đẹp như thế này mà cuối cùng là gửi đến khách hàng nó sẽ bị, có con em gửi nó bị sứt một góc này. Đấy, rất là đau khổ rồi các bạn. Đây cuối cùng mà đâm ra mình lại là mất uy tín với khách hàng. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì cứ alo đến số điện thoại của em qua và like và subscribe cái kênh YouTube của em. Đấy, để đón xem những cái video clip mới nhất, những sản phẩm mới về bên nhà em. Đấy, bác nào có nhu cầu lấy số lượng về để bán để anh em cùng làm thì cứ liên hệ trực tiếp qua nhà em để có những cái giá số lượng tuyệt vời nhất cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video clip lần sau. Xin chào.